Rồi. Hai. Cái gì ok không mẹ? Mẹ đã nói là 5 phút đi, con có 5 phút đi. Thì đúng mà, 5 phút. Đừng có đứng lại, mẹ đã nói đừng có cho nó đứng lại. Con phải quay vô cái... Biết rồi nhưng mà phải quay chân gì nữa đúng không? Mày nãy giờ mày có làm sàn á, thì à. Nãy giờ mà mày để nó đàng hoàng, quay đàng hoàng sao tao quánh á. Hoàng. Quay chân đúng không mẹ? Đi quần thi quần nữa. Chứ không ngồi quay được mà. Có. Dạ. Ngu quá. Hãy nhanh đi. Nhanh đi. Lên tin nó cứ nãy giờ nó cứ đi. Con tình vô không rồi. Kỳ chỉ chồng. Chưa. 4. Gần xong rồi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.